Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì mình sẽ giải thích cho anh em một chút xíu về cái gọi là body worn camera. Thì cái loại camera này là cái video các bạn có thể xem ở bên phía tay trái của cái màn hình. Còn bên tay phải của màn hình thì là mình đang quay bằng Vsmart Leaf. Không gian đây cũng khá là tối nha. Nó gần như là không thể thấy gì hết. Thì body worn camera là cái loại camera mà thời gian gần đây cảnh sát giao thông ở Hồ Chí Minh, mình không biết ở các tỉnh khác như nào, thì ở Hồ Chí Minh rất hay sử dụng để làm gì ạ? Thì để gắn vào người, và nó có cái ưu điểm là thứ nhất là cái thời lượng pin rất là lớn, cái thứ hai là nó có thể mở được đèn hồng ngoại để mà nhìn đêm tốt hơn. Ok, bây giờ thử một ví dụ nha. Đây là một cái vườn cây này, rất là tối nha. Đó, rất là tối luôn. Bây giờ thì mình sẽ thử mở đèn lên cho anh em xem. Chờ mình chút xíu nha. Rồi, đây. Bên tay trái của mình thì vẫn là cái body worn camera góc 170 độ. Còn bên tay phải của mình là con Vsmart Leaf, và gần như là không thể thấy cái gì trên Vsmart Leaf hết. Tuy nhiên thì trên con body worn này nhìn rất là sướng, rất là đã. Tỷ lệ khung hình vẫn là 16:9 nha. Quay full HD 30 FPS. Đó. Quay tối nhìn rất là sướng. Cái bụi lau cái thì cách mình khoảng chừng 3 mét thôi. Đây thì là âm thanh ở trên con body worn camera nha. Test thử âm thanh em nghe xem có thấy nó rõ không. Còn đây là âm thanh mà mình quay ở trên Vsmart Leaf này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi vào một chỗ sự là rất là tối cho anh em xem nha. Đó. Ở đây rất là tối, gần như là không thể thấy được cái gì hết. Mình rất là rùng rợn. Tuy nhiên thì với con này thì vẫn bình thường. Đó. Cái quy tắc hoạt động của nó là nó sẽ phát ra đèn hồng ngoại. Đó, đèn hồng ngoại sẽ chiếu đến cái vật thể và sau đó phản xạ lại ánh sáng vào cái mắt cảm biến của camera. Tuy nhiên thì khi mà mình sử dụng đèn hồng ngoại á, camera sẽ chỉ thu lại được cái hình ảnh trắng đen như vậy thôi nha. Ví dụ anh em thấy ở đây có một cái xô này, tuy nhiên thì trên con Vsmart Leaf là một màu đen xì xì luôn. Đó. 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 Khoảng cách của nó thì khoảng 3-4 mét. Chất lượng video thì ở mức độ là trung bình thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ quay Vsmart Leaf lại để cho anh em xem thử xem là con body worn mà cảnh sát hay sử dụng là nó trông như nào nha. Ok, đây là chiếc máy mà mình nãy mới quay nha. Anh em thì thấy đèn hồng ngoại này, nó sáng rất là gắt luôn. Đó, sáng rất là gắt luôn nha. Và nó sẽ soi chiếu đến cái khu vực này, mở cho anh em xem thử này. Đó, nó sẽ soi đèn này này, sẽ soi chiếu đến cái vật thể đó, sau đó sẽ phản xạ lại ánh sáng. Đó, cái này thì nó có một cái ưu điểm như mình nói nãy là cái thời lượng pin rất là lớn nha. Con này thì nếu mà mấy anh cảnh sát giao thông xài thì có thể ghi hình được liên tục khoảng 8 tiếng đồng hồ, và chỉ cần một cái thẻ nhớ 16GB thôi, tại vì là cái độ phân giải nó Full HD nhưng mà có vẻ như là megabit trên dây của nó, tức là cái tốc độ khung hình của nó thì không có cao. Chất lượng video thì thấp, chấp nhận được. Tuy nhiên nếu mà sử dụng với mục đích là ví dụ như là mình mua về để mà mình gắn vào người mình đi xe buổi tối, hoặc là cái này để mà mình soi các anh công an có đeo camera không rất là dễ nha. Tại vì khi các bạn mở hồng ngoại này, này thì chỉ cần có một chút ánh sáng rất là nhỏ thôi, hoặc là những cái đèn hồng ngoại này nó phản chiếu vào cái mắt này này, thì là nó cũng sẽ nhận được ra ngay lập tức luôn. Đó,
Đây thực sự là một cái đồ chơi rất là hữu ích cho mấy anh nào mà thích đi đêm như mình. Này, đó, cây cối này, đó, rất là sáng. Ok, cái này không phải là một cái bài đánh giá hay review gì hết nha, mà cái này mình chỉ giới thiệu so sánh cho anh em là cái camera mà nó có đèn IR cut, tức là đèn hồng ngoại, thì là nó sẽ có những cái ưu điểm như thế nào khi mà sử dụng. Và cái thiết bị này thì hiện nay đang được cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh dùng rất là nhiều. Mình đi các cái chốt mình thấy các anh sử dụng rất là nhiều, và các bạn hoàn toàn có thể mua một cái thiết bị như vậy, giá rất là rẻ. Nó chỉ khoảng tầm 1,2-1,3 triệu thôi. Tất nhiên là không có chống nước, tuy nhiên thì mình xài thấy khá là ok. Thiết kế rất là hầm hố, có thể kẹp vào ba lô này, vào cổ áo này, đó, rất là tiện dụng. Vậy thì anh em thấy sao với sản phẩm này, và anh em có muốn mình tư vấn thêm gì hay không thì anh em cứ để lại comment ở phía dưới nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo.